Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng phần mềm GeoGebra để vẽ trong LaTeX, có nghĩa là nó tạo những cái hình ảnh rất là đẹp. Nghĩa là thay vì mình gõ lệnh trong LaTeX thủ công thì bây giờ mình sẽ dùng phần mềm GeoGebra để vẽ bằng 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 mắt, bằng bằng tay, nghĩa là mình vẽ cái đường thẳng, vẽ cái hình tròn hay bất kỳ gì đó, thì sau đó nó sẽ tự động nó xuất ra một cái những dòng lệnh của LaTeX, và sau đó mình sẽ biên dịch cái dòng lệnh đó thì nó sẽ cho ra một cái hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh nó dạng vector, có nghĩa là mình zoom cách mấy đi chăng nữa thì nó vẫn rất là nét, và các chữ chú thích trong hình đó, thì cho dù mình làm mình zoom to cái hình hay mình zoom nhỏ cái hình thì các chữ chú thích đó nó vẫn đồng bộ với cái chữ của cái văn bản của mình. Thì bây giờ mình sẽ làm cho các bạn thấy. Đầu tiên là mình mở cái một cái file test maker lên, thì mình gõ bằng phần mềm test maker, thì bạn có thể gõ bằng bất kỳ phần mềm nào khác. Mình tạo một cái tài liệu mới. Đây ví dụ mình tạo mình đi vào cái visa Wistat, thì mình chỉ làm ví dụ mẫu cho các bạn thôi, các bạn có thể làm chèn vào cái của riêng các bạn cũng được. Đây mình các bạn nhớ cái tích vào cái graphic x packet, bởi vì có cái này mình mới có thể chèn hình được. Xong ok, đây phải cần có cái này nè, nó mới cần có cái packet này này mình mới có thể chèn hình được. Thì giả sử đây là cái tài liệu chính của các bạn, ví dụ mình ghi đây là tài liệu chính của các bạn rồi, và các bạn muốn chèn hình ở bên dưới đó. Bây giờ ví dụ các bạn muốn chèn hình ở chỗ này phía dưới chọn này, còn ở dưới này mình sẽ một cái những đoạn khác. Rồi cái này là một cái đoạn khác thì mình không có nhắc tới. Giờ bạn muốn chèn hình vào đây thì sao, vào cái ở giữa này thì sao, thì bạn vào cái trang web mà hướng dẫn cái bài này, mình copy cái đoạn mà đoạn hình vô đoạn hình cái đoạn mà để bạn chèn cái code của Geogra vào copy MTX Maker dán vào, ui, Ctrl V dán vào đây. Bạn thấy là code lấy từ Geogra, nghĩa là mình sẽ dùng Geogra mình tạo một cái những cái dòng co lệnh và mình dán vào đây là xong ha. Thì mình chừa trống để hôm dán vào. Bây giờ mở phần mềm GeoGebra lên, mở lên đây, mình dùng phiên bản 4 đó. Đây là mình ra thì mặc định nó sẽ có sẵn cái trục tọa độ cho các bạn, thì các bạn có thể tắt cái trục tọa độ bằng cách bỏ tiếp vào cái access, hoặc là bạn cho hiện cái grid, cái lưới lưới tọa độ, bạn nhấn tiếp vào nó hiện cái lưới tọa độ đó. Thì tùy, nếu mà bạn vẫn để cái này mà bạn xuất ra cái những dòng lệnh đó thì lúc mà bạn biên dịch trong test maker nó vẫn hiện ra mấy cái này, còn nếu mà bạn tắt đi thì nó sẽ không hiện đây đó, nó mất ha. Thì bây giờ ví dụ mình cần vẽ ví dụ như là một cái đoạn thẳng, mình vẽ cái đoạn thẳng cái điểm nằm đây, cái điểm cuối nằm đây, tiếp tục vẽ tiếp cái nằm đây này đó. Thì giả sử mình muốn vẽ ba cái đoạn thẳng A B, mọi vẽ một tam giác ABC, và sau đó mình lấy trung điểm đây, mình lấy trung điểm sau tiếp mình vẽ đường trung bình. Ồ, không, nó không có trung tâm lắm các bạn. Sẽ xuống chút. Ồ, mình vẽ bậy rồi, sẽ vẽ lại ở đây đó. Thì bây giờ nó có thể là nó trung điểm, mà bạn coi cái tọa độ thì nó rất là nguyên, thì 11, 51, 23 thì nó sẽ thì nó trung bình hơn. Bây giờ bạn muốn xuất cái này ra file test maker, nhưng mà trước đó là mình muốn đặt tên, ví dụ đặt tên này là ABC thì mình kéo kéo cái chữ A đây,
chữ B, chữ C, chữ D ở đây. Đó, bây giờ chữ D mình muốn đặt là D1 chẳng hạn, ví dụ bạn chuột phải vào cái điểm này, bạn chọn rename, rename thì bạn D1 bạn dấu xịt số 1, nhấn OK. Đó, thì bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện cái số 1 nhỏ dưới cho mình ha. Rồi ví dụ bạn muốn số 1 ở nằm phía trên, như là bạn muốn chèn một cái code la test, bạn muốn đặt tên bất kỳ cái tên nào bạn 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 đưa vào, thì bạn chuột phải vô đây, bạn rename, thì bạn cứ thay bạn cứ để đi, lúc mà mình tạo code thì mình sẽ sửa sau. Ví dụ là bạn muốn tạo cái em một ở số trên và chỉ số dưới là chỉ số 2 chẳng hạn, khi bạn bấm vào thì nó không hiện gì cả, tại vì GeoGebra nó không có hiểu cái chỉ số trên là bằng dấu mũ, nó chỉ hiểu chỉ số dưới giống như chữ D1 này thôi, do đó bạn không thể tạo những cái đó được. Ngoài ra bạn đặt tên, bạn có thể đặt những cái có sẵn của nó, giống như là ví dụ như là bạn để khi bạn rê chuột vào đây, bạn thấy chữ alpha hiện lên, bạn nhấn vào đây nó những cái biểu tượng có sẵn như là alpha, beta, gamma, delta, là epsilon hay là cái phi chẳng hạn, bất kỳ cái những cái ký tự La Mã, Hy Lạp hay La Mã gì đó mình cũng biết, thì mình nhấn vào nó sẽ hiện ra thôi. Đó thôi, cái này không quan trọng. Rồi bây giờ mà mình muốn chèn cái hình này vào trong test marker thì làm sao? À mình quên quên mình nói thêm, ví dụ bạn thấy cái đường này nó lọc quá, bạn muốn cho nó đậm hơn thì bạn chỉ vào cái đường, bạn chuột phải, bạn chọn Object Property. Rồi mình thấy là tên của cái object là tên cái đường, một cái definition là của cái thôi đừng để ý cái này đó. Rồi sau đó bạn chọn color, như là bạn muốn cái đường nó màu gì, mặc định nó màu trắng. Cái style shadow như là cái kiểu của nó thì giống như light thickness, thế này thì nó cho bạn biết được cái độ dày, thì mặc định nó sẽ là số 2, bạn có thể tăng lên, dù mình tăng lên số 7 luôn chẳng hạn, rất là dày, thôi mình dày quá số 5 thôi. Đó, và bạn muốn lifestyle, ví dụ lifestyle ở đây mình chọn là đường đứt nét. Xong rồi bạn nhấn vào close. Đó, bạn sẽ thấy. Như thấy là đường này nó đậm hơn, tại vì mình nãy mình chọn cái light thickness tới số 5 lận. 5 nghĩa là 5 point, 5 BT. Còn cái đường đứt nét. Rồi bây giờ bạn muốn chèn nó vào trong marker làm sao? Bạn nhấn vào cái phím mũi tên này, cái phím này. Sau đó bạn bao, như là bạn muốn cái hình nó tới đâu thì bạn bao tới đó. Đây. Đây mình bao như đây. Chú ý nghe, nếu mà bạn bao lố quá thì nó sẽ chèn luôn mấy khoảng trắng vào đó luôn. Nghĩa là ví dụ bạn bao ở đây tới cái khung nhỏ xíu này, nó chỉ xuất ra cái lệnh chứa cái khung nhỏ này thôi. Bây giờ bạn nhớ là file export. Nhớ chọn là graphic wheel as bstreet, như là mình dùng cái bstreet để mình tạo cái hình ảnh. Nhấn vào. Đó. Bây giờ đây là document size, thì bạn qua cái test maker cái tài liệu chính của bạn là 12 point, có nghĩa là 12 BT, thì bên thì ở bên lúc bạn tạo cái GeoGebra to Bestreet export, bạn cũng chọn cái font size là 12 để cho nó tương ứng đối với cái tài liệu của bạn. Format là text article class đây. Primer nghĩa là cái slide trình chiếu, thì mình còn bạn đang dùng article đây, article, thì bây giờ mình chọn article class. Sau đó bạn nhấn vào generate code. Đây, generate code thì nó sẽ tạo cho bạn một cái đoạn mã bằng LaTeX, thì bạn copy hết đoạn mã này. Copy to clipboard. Đây đó, bấm vô đó thì nó sẽ copy to clipboard. Bây giờ đây là cái tài liệu chính của bạn. Tài liệu chính bạn save đi, save lại. Ví dụ mình save lại Maturity, tài liệu chính mình gọi là main.txt. Đó, và bây giờ bạn tạo một cái file mới, thay mới này để tạm thôi, dùng để paste cái đoạn code hồi nãy bạn bạn mới copy từ trong cái GeoGebra vào. Ví dụ mình Ctrl V nó sẽ dán cái đoạn code trong GeoGebra vào, và bạn save. Save thì bây giờ cái này file là tạm nên mình đặt là TMP, nghĩa là temporary chấm test sale. Rồi bây giờ mình thử biên dịch coi cái đoạn code này nó ra cái gì nha. Tại vì ở đây nè, cái đoạn code mà nó tạo cho mình là bao gồm cả nguyên một cái tài liệu hoàn chỉnh luôn đó, cho nên bạn chỉ cần copy ở đây
pass vào đây và biên dịch. Chú ý bạn không thể biên dịch bằng trình bình thường được, bạn phải vào option config test masker đó, bạn chọn cái quick build. Đây quick build mặc định đó là PDF LaTeX cộng view PDF, thì bạn chọn một cái khác đó là LaTeX DVI đó, PS là PS to PDF, nghĩa là phải chọn nhiều công đoạn thì mình mới có thể build hình ảnh được, PS Street được. Còn nếu mà bạn đặt cái mặc định là PDF LaTeX với view PDF là nó không có biên dịch hình ảnh được, nó sẽ xuất hiện lỗi, cho nên bạn phải chọn một cái hàng này rồi nhấn OK đó. Thì bây giờ bạn chỉ việc nhấn F1 F1 đây, nó sẽ tạo cho bạn luôn, thấy không, mình thấy không đó, không đây nó sẽ tạo rất đúng như những gì trong 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 đây mình vẽ, thì bên đây nó sẽ tạo đúng như vậy. Trong đây mình chừa lại cái grid, nghĩa là cái lưới tọa độ, thì bên đây nó cũng còn cái lưới tọa độ cho bạn. Bên đây bạn làm mất đi cái lưới tọa độ thì bên đây nó sẽ làm mất, nó sẽ mất đi cái lưới tọa độ của bạn, rất là đẹp. Bây giờ làm cách nào để đưa cái hình này vào trong cái văn bản chính của bạn, nghĩa là văn bản main test này, thì bạn để ý nè, bạn để ý là để có như vậy nó cần phải có cái gói lệnh là uBasket PSTreat gạch nối add, thì bạn copy gói lệnh này và line này vào cái lộn lệnh chính của bạn trước cái begin document, bạn dán cái PSTreat vào đó, save lại rồi tiếp tục bỏ cái begin document đây. Bạn thấy là từ từ cái new 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 rbg color đây, xin lỗi các bạn, mình đọc tiếng Anh tiếng ta tiếng Tây lẫn lộn cho nên kệ nó miễn hiểu thôi ha. Bằng bao cho tới PS picture đây ha. Nhưng mà mình khuyên các bạn trước khi các bạn copy bạn dán vào cái tài liệu chính, mình nên sửa một chút. Đầu tiên bạn sửa ở cái begin strip size này, thì cái này để là cái gì, có nghĩa là những cái ký hiệu C D A 1 B E này nó sẽ có phông chữ là strip size, có nghĩa là nó nhỏ hơn cái phông chữ mặc định là 12 pt của bạn, cho nên bạn phải sửa lại là normal normal size đó, bị khi normal size cũng phải có n normal size. Nếu mà bạn không chuyển về normal size thì mấy cái chữ này rất là nhỏ so với cái chữ mặc định của bạn. À, ví dụ để mình ví dụ thử cái cho bạn biết. À, ví dụ như là trước cái hình này mình gõ chữ C E B đó. Bây giờ mình hồi nãy mình để từ cái chữ strip strip size luôn đi, strip size giống hồi nãy thưa mấy bạn thấy khác liền đó, mình biên dịch lại nhấn F1 không mà chị thấy nè, cái chữ CAB rất là to, trong khi đó cái chữ CEB này rất là nhỏ. Tại vì sao? Tại vì nó đã đặt trong cái môi trường strip size, có nghĩa là kích thước của nó chỉ là nhỏ như cái chữ chỉ số dưới chỉ số trên của cái chữ thôi, cho nên bây giờ mình đặt lại nó normal size. Nó mua sai có nghĩa là nó bằng cái thật cỡ luôn. Đây, save xong rồi biên dịch lại những F1. Đó, bạn thấy nè. Không, bây giờ là chữ C nó bằng chữ C này rồi, chữ E nó bằng chữ E. Thì đó là cái cách chỉnh sửa nhất, bạn có quyền bạn để nó mua sai bất kỳ cái size nào đó bạn muốn cái chữ này to hơn, nó nhỏ hơn, cái này tùy bạn. Còn mình thì thích nó bằng chỉ cho dễ nhìn. Rồi, bây giờ mình sửa, ví dụ như là ở đây mình đặt chữ E, bây giờ bạn muốn chỉ số trên mình nhấn E mũ 1 rồi gạch 1 biên dịch. Đâu mà chị thấy nè, E 11 nằm trên ha, D1 đây. Thì bây giờ đặt tên bạn muốn cái tên gì, bạn cái việc sửa ở đây là xong. Rồi, bây giờ bạn thấy chữ E 11 này nó quá gần so với cái hình của mình. Thì ở đây E 11 đây. Bạn thấy đây nè, 0,5 với 0,82 đó là tọa độ của E, tọa độ X và tọa độ Y. Thì bạn muốn chữ E xa về mà bên trái, có nghĩa là mình giảm tọa độ X lại, có nghĩa là thay vì 0,5 mà sẽ chuyển lại ví dụ 0,1 ha, 0,1 biên dịch, mình sẽ thấy chữ E nè, không, chữ E nó bị trịch qua một bên, tại cái tọa độ nó giảm. Bạn tưởng tượng nguyên cái tọa độ đường trục X mình nó nằm từ đây qua đây, thì bên trái của trục X nó đang càng càng nhỏ, bên phải nó càng lớn. Tương tự như vậy bạn có thể cho cái E nó thấp xuống như là tọa độ Y nó giảm. Thì đây 82 ví dụ mình sửa lại còn 42 ví dụ như vậy, mình nhấn F1 đó, thì cái E11 nó xuống. Nhưng mà bạn lại thấy nè,
Tự nhiên nó xuống, nhưng mà cái số 1 này nó lại bị mất. Tại sao vậy? Tại vì trong GeoGebra của mình á, mình bao cái khung này có nhỏ xíu à. Đây cái khung của mình đây. Không, cái khung mình có như đây à. Cho nên khi bạn dịch dịch cái chữ A này xuống ngoài cái khung á, nghĩa là số 1 này nó ngoài cái khung đó rồi. Cho nên nó sẽ bị mất. Thì cái khung đó, cái kích cỡ khung đó chính là cái nào? Chính là cái chữ BS picture này đây. 0.08, 0.5, 15.62, 3.6 này chính là kích cỡ của cái trục ngang X và cái trục đứng Y. Đó. Thì bạn cũng có thể chỉnh ở đây cũng được, nhưng mà nếu mà bạn biết, còn không biết thì thay vì vậy trong đây bạn bao nó rộng rộng hơn, ví dụ mình bao cái nó rộng hơn chút, nó to hơn chút. Thì đó, rồi sau khi chỉnh sửa xong hết rồi thì bạn copy kể từ cái này, như là ngoại trừ cái begin document với end document, mình copy hết. Copy qua cái main test đây, cái chỗ hồi nãy là bạn chừa bạn dán vào đó, dán vào ha. Rồi mình bấm này khỏi khỏi chừa bạn trống luôn, rồi bạn save, rồi bạn nhấn F1. Ồ, nó bị lỗi gì đây? À, tại vì mình ở đây mình đã dùng có ghi chữ tiếng Việt, trong khi đó mình ở đây mình lại dùng cái view packet là Latin, thì mình phải chọn lại UTF-8. Nghĩa là bạn muốn gọi tiếng Việt thì bạn phải dùng UTF-8, và đây chỉ chữ Việt Nam. Mình xem, mình nhấn F1. Ồ, vẫn bị lỗi. Lỗi chỗ nào ta? Số 3. Ui, kệ ra mình, mấy cái lỗi đó là cái vấn đề khác rồi, mình không muốn quan tâm đây. Bây giờ mình sửa lại cho nó không có tiếng Việt đi. Chú thích bên dưới hình nó vô dùng cho các liên kết. Đó, mình nhấn F1. Ây da, sao bị lỗi hoài vậy? Như bị cái AMS mask này nè. Để mình bỏ luôn thử coi sao. Cái này hơi lạ, mình không biết, mình mới cài lại máy nên nó bị lỗi, mình cũng chưa có khắc phục. Rồi tạm thời bỏ cái đó thì nó được đó. Thì bạn thấy nè, đây là tài liệu chính. Bạn muốn chèn cái hình ảnh đó thì chèn ở đây, sau đó những cái đoạn khác nằm ở dưới ha. Thì bạn muốn chèn một cái hình ảnh khác nằm dưới thì bạn cứ copy giống như nãy, copy cái đoạn ở trong cái trang web trang lock, xong rồi vẽ trong GeoGebra, xong rồi nhấn vào file export rồi rapid vs trick, xong rồi làm y như nãy đó, làm y như nãy. Ví dụ mình tạo một cái, mình copy lại cái này đi đó, mình muốn dán như này, mình dán vào xong rồi nhấn F1 đó, nó tạo một hình khác. Không, mình thấy nè, cho dù bạn zoom cách mấy đi chăng nữa thì cái hình của mình rất là nét, là chuẩn, nó không có bị vỡ. Ví dụ mình nhấn zoom, bạn zoom cách mấy đi chăng nữa nó cũng vậy à, nó cũng rất là đẹp. Đây, cái hình rất là đẹp, chuẩn. Rồi, trước mắt đó là cách mà mình vẽ bằng GeoGebra. Với GeoGebra bạn có thể vẽ rất rất là nhiều hình, hình tròn, hình eclipse, hay là trung điểm, hay là một cái hàm số, và vẽ tiếp tuyến, bất kỳ cái gì cũng rất là đẹp. Thì bạn có thể chèn vào cái tọa trục tọa độ và mất đi cái grid, thì bằng cái việc bỏ tít hoặc là tít vào cái exit hoặc là cái grid này là xong. Rồi, cảm ơn các bạn.